Thưa quý vị, sáng nay, ngày 13 tháng 3, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống giấy ảnh và điện ảnh Việt Nam, đồng thời khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đà Nẵng thành tựu và khát vọng. Đến dự có ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong ban thường vụ Thành ủy. Ngày 15 tháng 3 năm 1953, tại khu đồi cỏ xã Điềm Mạch, huyện Định Hóa, Thanh Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký xác lệnh thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam, khai sinh điện ảnh cách mạng Việt Nam. Qua những chặng đường xây dựng và phát triển, điện ảnh cách mạng Việt Nam đã đồng hành với từng giai đoạn lịch sử dân tộc, phản ánh chân thực và sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước của dân tộc ta. Nhân chào mừng 70 năm ngày truyền thống chụp ảnh và điện ảnh Việt Nam, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc như triển lãm ảnh nghệ thuật Đà Nẵng, Thành tựu và Khát vọng tại Công viên APEC và tuần lễ phim Việt Nam tại Đạp Ấn Độ. Thông qua những hoạt động này nhằm góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Đà Nẵng, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực học tập, lao động để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cũng như tạo động lực cho nghệ sĩ chuyên ngành nhiếp ảnh và điện ảnh sáng tạo nghệ thuật.